Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm pháo hoa với hình dạng bất kỳ bằng phần mềm After Effects và plugin DropCode Particular. Chúng ta có hai cách, một là tạo trực tiếp ở phần Master System, hai là vào phần Designer để chọn những mẫu định dạng có sẵn, rồi sau đó chỉ việc thay thế file object. Các bạn chọn Add New Object và tìm đến file 3D có định dạng là OBJ. Những file này trên mạng có rất nhiều, cho phép ta download miễn phí. Trường hợp mà không xuất hiện là do file đó có dung lượng quá lớn. Các bạn chỉnh góc độ theo trục X, Y, Z để hình dạng của pháo hoa được rõ nét nhất. Đây là số hạt trên một giây, số hạt phát ra. Đây là vị trí của pháo hoa. Velocity là độ giãn nở của pháo hoa khi nổ. Đây là chế độ lấy mẫu. Chúng ta tùy chỉnh để chọn cái mẫu ưng ý nhất. Những mẫu này là ngẫu nhiên và không có trùng lặp. Particle là hạt, life là thời gian của chu kỳ, kiểu hạt là có phát sáng hay là không có phát sáng.
Size là kích thước của hạt. Đây là tùy chỉnh kích thước của hạt trong một chu kỳ. Opacity là độ mờ hoặc độ trong suốt. Màu của hạt có thể là một màu hoặc là nhiều màu. Random Chrome Gradient là trong một chu kỳ nó sẽ chuyển màu một cách ngẫu nhiên. Randomize là lấy màu ngẫu nhiên. Gravity là trọng lực. Khi pháo hoa nổ thì nó có xu hướng là rớt xuống đất. Đây là những thông số tùy chỉnh khác các bạn có thể nghiên cứu thêm. Out system là đuôi của hạt. Chúng ta có thể tắt bỏ chế độ này để nhìn cho đỡ rối mắt. Bởi vì đây là pháo hoa dạng hình hình vật thể, hình con vật. Nên làm sao cho dễ nhìn là tốt nhất. Start emit là thời điểm bắt đầu xuất hiện các đuôi. Stop là thời điểm kết thúc. Đây là điều chỉnh sự uốn lượn của cái đuôi. Các bạn tạo khói cho pháo hoa. Vào Add System. Apply. Nhớ chọn Continuous. Và đặt khóa cây cho số hạt phát ra trong một giây. Nhấp vào particle trên dây.
bật cao system. Chọn kiểu là cloud để bây giờ chúng ta sẽ tạo cho cái phần bắn lên của pháo hoa. Thì pháo hoa trước khi phát nổ thì có một tia sáng bắn lên trời, sau đó mới phát nổ. Các bạn tạo một solid mới và add cái particular vào cái solid này. Phần emitter behavior các bạn chọn continuous. Ta đặt giá trị của position trùng với giá trị của pháo hoa. Thì khi tia sáng kết thúc ở điểm nào thì pháo hoa sẽ nổ ở điểm đó. Phần velocity chúng ta chỉnh nhỏ thôi. Chúng ta có thể tùy chỉnh các preset này bằng cách giữ chuột trái rồi vẽ lên cái hình chữ nhật. Nhấp đứt chuột lên cái hình ổ khóa để chọn màu. Chúng ta chỉnh màu sắc của cái tia sáng này cho nó phù hợp với pháo hoa.